Mình sợ sập nó đè vào mình không? Dạ. Sợ cho hai đứa nhỏ hả? Dạ hả? Đứng ngoài trời tắm hả? Đứng ngoài mái tắm luôn. Ở trời. Mà làm mấy chục năm nay là đứng ngoài đó tắm luôn. Tắm không đó. Dạ Vườn Hồ xin chào cô bác quý anh chị à. Hiện tại thì Vườn Hồ đang có mặt tại xã An Phong, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và phía sau lưng cái căn nhà nhỏ nhỏ đây là của em Quyền, một cái cô gái bị hai người chồng của mình bỏ lại hai đứa con. Và ngày hôm nay thì Vườn Hồ có hẹn với em, thì em đi bán vé số về lúc 1 giờ chiều của bác quý anh chị. Thì hiện nay thì cũng gần 3 giờ chiều rồi. Và nhân tiện đây thì ghé thăm hoàn cảnh gia đình của em để có phương hướng hỗ trợ giúp đỡ nha cô bác quý anh chị. Đây là một cái căn nhà thì nằm ở dưới cái mé sông á, còn cái phần mặt trước thì nằm ở trên đường. Đó, đây là hình ảnh bé Quyền. Cho anh gửi này ha. Nay đi bán về sớm không? Dạ, trời. Sớm. Dạ hả? Dạ. Ừ. Nay bán cũng 250 chục tờ luôn hả? Dạ 220 à. Hôm nay có cô chú nào coi được clip mà thấy thương không? Dạ không biết nữa. Không biết hả? Dạ. Đây là ngôi nhà của mình hả? Dạ. Ừ. Cho anh vô nhà tham quan nhà được không? Nhà em hơi bề bộn. Không sao hết. Dạ. Ừ, em vô trước đi. Hai mẹ con về ăn uống gì chưa? Dạ chưa nè, về có dẹp dọn nhà cửa không? À, đây là cái bàn thờ, bàn thiên. Ồ, nhìn nó đơn sơ vậy ha. Dạ. Đây là nơi ngủ của ai đây? Dạ, ngủ của mẹ con em đó. Mẹ con em ngủ chỗ này hả? Ba mẹ con hả? Dạ. Còn đây là mình bán nước ha. Dạ. À, mình bán ai ở nhà bán ta? Đi có ngày có ai đâu bán. Vậy hả? Dạ, em. À, em là em của Huyền. Dạ. À, nhà mình có bao nhiêu người, bà ngoại, mẹ dạ. nữa đúng không? Mẹ với ông ba ông đi lấy vớn rồi. Bà đi lấy vớn rồi hả? Dạ. Nhà mình dài bao nhiêu Huyền? Hả? Không nhớ nữa. Ừ. Ủa, người ta cho mình cất ở dưới này sao? Dạ. Ở dưới này là một cái phần đất trũng á. Dạ. Ở dưới cột là cột gì? Nóng hả? Dạ. À, đây là cái không gian bếp của mình đây hả Quyền? Dạ. Đây mẹ của anh. Ồ, sao đồ nhiều vậy? Dạ. Ngoài sau này là nơi ngủ của ai? Dạ, của ba mẹ em đó. Ba mẹ em ngủ ở đây? Dạ. Nhà mình là 4 người? Dạ. Ủa, 6 người chứ? 6 người, hai đứa nhỏ nữa. Hai đứa nhỏ nữa. Ô trời ơi. Ủa sao thấy đây nguy hiểm như vậy? Dạ. Không làm cái hàng rào gì lại Quyền? Dạ có cửa đó anh. Ôi trời, nguy hiểm quá. À đây, bé này là 2 tuổi đúng không? Dạ. Tên gì? Dạ Nhã Phương. Nhã Phương, tên dễ thương kia ha. Dạ. À qua đây ngồi đấy, qua đây ngồi đấy, ngồi đấy. Nói chuyện được chưa? Kêu chú. À chú em, ơi. Em vô đây ngồi đi. Dạ chú ơi. Ô trời, bé gái đẹp gái dữ trời. Ô nhìn mặt sáng rỡ luôn à. Cái này chắc giống ba đúng không? Dạ, giống ba không ạ? Giống ba hả? Bé này cũng giống ba luôn hả? Dạ. À, ngày nay là bán được 250 thì ăn uống hết nhiêu? Dạ, ăn uống cũng mấy chục ngàn rồi. 50-60 vậy. 50-60 ngàn rồi. Dạ. Có mua sữa sùng gì cho bé uống không? Dạ mua. Có đó. Đâu lấy anh coi coi. Mua sữa bịch. Em tên gì? Dạ em tên Tuấn. Tuấn à, mua sữa bịch đó đó hả? Dạ thùng đó hả? Đó lấy thùng kia coi. Thùng kia là sữa gì? Sữa Hà Lan bịch. Sữa cô gái Hà Lan bịch. Ồ, coi bé này uống bằng cái gì? Dạ nó uống sữa mẹ với ăn bột. Uống sữa mẹ với ăn bột rồi ha. Dạ. Có cái mặt có cái bớt hay sao? Dạ. Nhã Phương, còn bên đây? Dạ bên đây Phúc. Phúc. Một trai một gái. Thì ba cô bé có bé Nhã Phương này có thường. Dạ không anh ơi. Không hả? Dạ không có gỡ gì hết. Ừ. Một cái thùng sữa này là bao nhiêu tiền? Dạ 200 mấy. 200 mấy chục nghìn hả? Dạ. Bán mấy ngày thì mới gom lại được? Bán 2-3 ngày gì đó. 2-3 ngày mới gom lại được ha. Mỗi ngày là uống bao nhiêu sữa đó? Dạ nó uống tối là nó uống 3 chập, 3-4 quận. Tối uống 3-4 quận. Rồi tối mình hai bé người khóc rồi sáng đi bán không nổi rồi sao?
Dạ cũng gán thế sao giờ. Dạ. Mưa ngoài trước này có tạt không Quỳ? Dạ có. Mưa lớn mà không ngủ mình được. Dạ hả? Dông thấy ghê lắm. Sợ hai đứa nhỏ chứ gì. Dạ hả? Dạ. Có khi nào mình sợ sập nó đè nhà mình không? Dạ. Sợ cho hai đứa nhỏ hả? Dạ hả? Anh nói thiệt em bán có ăn uống gì đầy đủ không? Sao nhìn thấy tiều tiểu vậy? Dạ muốn bệnh ăn không được. Giờ muốn bệnh rồi hả? Ai? Đừng con. Muốn bệnh rồi. Ai làm nước cho anh uống? Em Tuấn này đi làm cái gì? Khỏi dạ cũng bán số. Bán số luôn hả? Làm nước cho hai anh. Không không anh không uống. Anh không uống. Được rồi. Em bán nhiêu tờ Tuấn? Dạ em bán có khi 2 cây có khi 260. À bán gần hay bán xa? Dạ. Bán gần hay xa? Dạ bán dòng chỗ Tấn Đà Tâm Tây. Có người hỏi lưu cấp anh tên gì mà em không biết. Em không, em quên rồi. Bùi Hồ. Bùi Hồ hả? Ừ, ai hỏi? Dạ, mấy cái chị ở dưới đò. À. Mấy chị. Dạ, đây là mẹ em hả? Dạ, mẹ em. Dạ, chào cô. Qua đây ngồi đi cô, mới bán vé số về hả? Dạ. À, cô bán được nhiêu tờ, ngồi đây đi. Ngồi xuống, cô bán được nhiêu tờ? Bán ngày có 200 mà. Hai cây. À, vậy là ba người là lao động bán vé số dạ. Hết. Bán còn số hết. Chú thì đi. Ông thì ở nhà giữ cháu ngoại đó. Ông nhà giữ cháu ngoại đó. Dạ. Cô bán cô lộ bộ luôn. Lộ bộ hết cái đi tới đâu cái hết đi xe buýt gì tới đó. Mỗi ngày lộ bộ vậy là bao nhiêu cây số cô? Mười mấy cây vậy. Mười mấy cây á hả? Ừ. Mấy giờ là cô đi bán? 8 giờ. 8 giờ bán có đem đồ gì theo không? Có đem đồ ăn đồ uống gì theo không? À, đi ăn ăn không à? Đi đâu ăn đến đó? Dạ. Xin cơm từ thiện ăn đó. Xin cơm từ thiện ăn. Ừ. Là cô bán được bao nhiêu 200 tờ? 200. Là cô bán được bao nhiêu năm rồi? Cũng lâu rồi. Mấy năm. Mỗi ngày mấy năm rồi. Vậy là tính ra mỗi ngày gia đình lúc mình lúc con sợ cũng mơ mắt là tới giờ luôn, đi bán tới giờ luôn đó. Ủa là con chú? Ông Ba Dượng. Ba Dượng. À. Ba Dượng cũng tốt mấy em đó. Ba Dượng là chồng sau ha? Chồng sau. À. Còn chồng trước của cô thì mất rồi. Mất rồi. Mất lâu chưa? Dạ cũng mất dần giáp năm rồi. Giáp năm rồi. Mà ba Dượng thì tốt ha. Ông cũng tốt lắm. Thì nhà mình ở đây thì con có thấy là nhà mình không có nhà vệ sinh gì hết á. Dạ không có nhà vệ sinh gì. Rồi tắm rửa thì sao? Tắm rửa là tắm trong ngoài. Có tắm vô trong buồng thay đồ, trong vô trong thay đồ. Tắm ở đâu con? Tắm ngoài trước. Ngoài trước đó. À rồi cô hay là Quyền gì con tắm ngoài trước hết luôn? Tắm trước hết rồi vô trong nhà thay đồ. Ngoài trước có nãy con có coi có nhà vệ sinh không? Không. Không. Đứng ngoài trời tắm hả? Đứng ngoài mãi tắm luôn. Ở trời. Mà làm mấy chục năm nay là đứng ở đó tắm luôn. Tắm không đó. À. Vậy là cô đứng cô tắm chỗ này hả? À. Trời ơi. Khủng khiếp thiệt trời. Cô năm nay là cô nhiêu rồi? À 47. 47. Quyền thì 23. Dạ. 21 tuổi là cô có gia đình. Cô với chú là có hai người chồng trước là có hai người con. Có hai đứa con nè. À. Hàng ngày gia đình ba người lao động của trong gia đình của mình là lao động là khoảng 600-700 ngàn cũng đủ sống đúng không cô? Dạ. Rồi sao mình không cắt nhà vệ sinh đồ sao? Dạ. Tại vì không có tiền. Không tiền. Cái này từ thiện cho nè. Nhà này từ thiện cho. Dạ. Rồi con thấy cái tấm tôn trên đó là sao vậy? Dạ. Tại vì để ngoài đó sợ để ngoài đây này sợ mưa gió nó mục. Nên cô để nhà cô cất hả? Dạ. Nhà này cất được bao lâu rồi cô? Dạ mấy năm rồi đó. À cột cây nè. Nhà từ thiện cất cho, lúc trước dạ. Nhà mình là nhà gì? Nhà cây tràm á. Cây tràm á. Cái tùm có chút xíu à. Cái tùm hả? Dạ. Cái tùm có xíu rồi, cái dây sau này là mình từ thiện mới cho. Hằng ngày là cũng ba người đi lao động hết à. Nhưng mà cái chi phí hằng ngày là ba mẹ con lao động như vậy đủ ăn không? Dạ cũng đủ khi cũng thiếu. Con nghe nói hôm trước Quyền có nói là Quyền đi hỏi tiền nóng người ta thì em trả xong hết chưa? Em trả xong. Trả xong hả? Dạ.
là còn là bao nhiêu tiền? Dạ còn được 500. Làm trả hết 3 triệu hả? Dạ. Rồi hổng gài còn lấy số đó thiếu không? Dạ cũng còn. Vậy hả? Dạ. Nhìn một người mẹ mà hai con mà thấy tiều tỉ quá ta. Hôm nay đến nhà gạo đó là gạo người ta cho. Người ta đem từ thiện lại cho đem hết rồi. Đem tới nhà cho luôn. À. Hiện nay thì nhà mình thì đối với cô thì cô có ước muốn gì không? Không có ước muốn gì luôn. Mình. Cô có ước muốn gì không? Sao tự con như trẻ. Cô lấy số số là cô lấy triệu hay là cô lấy tiền mặt 1 cây còn tiền thiếu 1 cây. Bằng cây thì nước cây có nhiều lấy nhiều. Dạ có nhiều lấy nhiều. Ở cô bán ngày 200 thì chi phí ăn uống rồi còn nhiêu con? Không ăn uống này kia với đi khe cộ nia còn cũng cũng được có 140 kìa. Còn Tuấn? Dạ. Em còn nhiêu? Dạ. Sao giờ không chị? Bán 2 cây. 2 cây nhưng mà chi phí uống thì cân còn lại nhiêu? Còn lại nhiêu? Nhiêu tiền á? 280. 2 cây là 200 ngàn mà còn 280. Thì nó mấy hôm gà nó mất để dành đó. Là sao? Là hình như là Tuấn sao á đúng không? Nó cũng khờ lắm. Nó khờ lắm. Cũng như nó ăn uống này kia cũng như còn không biết nói. Còn chừng 100 mấy gì đó. Nó khờ dữ lắm. Ở chỗ tốt ngày trong nhà không đi đâu hết trơn á. Như tuổi rồi. Dạ 20. Có bạn gái chưa? Chưa. Ủa sao không có? Hả? Có không anh làm ai chưa? Dạ chưa. Dạ chưa có. Nhưng mà chịu không? Hả? Chịu không mà nhìn. Tuấn. Chịu có bạn gái không? Rồi, không trả lời. Không biết đường trả lời nữa. Ôi trời ơi, nhìn mấy đứa trẻ nhiều nha. Chiều nay mình ăn cơm gì, gia đình mình ăn? Dạ, có cá. Có cá ba thì ông gặp vớt đó. Cũng ít mua, chỉ là tốn này kia thôi. Gạo thì người ta cho. Gạo thì người ta cho. Dạ. Nói chung là mình cũng lao động vừa đủ ăn thôi. Dạ. Chứ nói cái cụ dư của để thì không có ha. Dư của để thì không có. Nhưng mà tại sao ngày xưa cắt sao mà cô đẩy ở ngoài trước này nó vậy rồi thành thử rồi cao lãnh. Cao lãnh nhiều. Rồi cao lãnh nhiều ha. Có khi nào bán tới cao lãnh không? Có khi thì tới Mỹ Ngãi à. Tới cao lãnh. Mỹ Ngãi cái đi dài lên vậy đó. Đi dài là hết 30 ngàn tiền xe buýt rồi. Không. Ăn đi về là 50 ngàn tiền xe buýt đó. 50 ngàn tiền xe buýt ăn ăn 30 ngàn nữa đi. Là 80 ngàn rồi. Còn lỡ có 120 à. Ừ. Hiện nay cô dư được nhiêu vốn rồi? Đâu có dư đâu. Đừng có con tính hỏi lại mượn thôi. Có đâu hỏi mượn. Cho khoảng mượn 1 triệu đi. Hả? Có không có, phải có cũng cho mượn nữa. Ở đây là khu dân cư hả? Khu dân cư. Không biết nói chuyện không? Dạ biết nó kêu mẹ không à? Yeah. Dạ. Ê, hôm nay vậy nè anh có dịp anh ghé với gia đình của mình đó. Dạ. Thì ở đoạn clip trước anh có quay lên được thì anh gửi cho anh thay mặt anh trên đường đi từ Kiên Giang về anh chưa có về nhà. Dạ. Gặp em hôm trước anh đi luôn. Rồi hôm nay thì anh đến đây anh thay mặt cho chú Từ Xuân Điệp ở Hồ Chí Minh gửi cho gia đình mình 2 triệu ha. Dạ em cảm ơn anh. Nè em coi lại. Em cảm ơn cô chú. Ừ. Đó, hôm nay thì mình có thể mình lấy tiền mặt được rồi. Dạ. Hôm trước là nói rồi đó giờ có không có số tiền lớn vậy hả? Dạ. Không có. Em nói lời nào đi thì anh sẽ kết clip, hôm nào anh sẽ quay trở lại. Chú Ken Vinh Trần gửi có gửi quà cho em nữa. Dạ. Hôm nào anh sẽ quay trở lại. Em cảm ơn cái chú. Chú Điệp. Chú Điệp. Ở thành phố. Ở thành phố rất nhiều. Ở clip trước thì cô Julie Hoàng với lại chị Xuyên ở Nhật. Dạ. Thôi cảm ơn tất cả mạnh thường quân được rồi. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn mạnh thường quân cũng giúp đỡ cũng tội nghiệp. Dạ. Ở một lần nữa đấy thì chắc có lẽ là Bùi Hồ chân thành cảm ơn chú Từ Xuân Điệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Đã đồng hành cùng Bùi Hồ để hỗ trợ cho hoàn cảnh của em Quyền.
Và chắc có lẽ là một ngày vài ngày sau nữa thì Bùi Ngồi sẽ quay trở lại để hỗ trợ cho bé một số chú ít nữa của quà của chú Kevin Trần ở Mỹ. Thôi anh chào em, chào gia đình mình một buổi chiều vui vẻ ha. Cảm ơn anh. Chào mọi người.